Để nhắc đến thương hiệu VinFast thì ngoài hai cái tên là Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 thì chúng ta còn có một mẫu xe máy điện là VinFast Clara. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng anh em theo Duy trải nghiệm mẫu xe VinFast Clara trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Và để nhắc đến mẫu xe VinFast Clara này thì chúng ta có một cái mẫu xe giống như là mẫu xe tay ga, mặc dù đây là xe máy điện nha quý vị và các bạn, với những cái đường nét thiết kế khá là châu Âu, giống những cái mẫu xe đến từ Ý như Piaggio hay là chiếc xe Lambetta. Chiếc xe Lambetta hiện hữu khá rõ ràng ở trên cái phần đuôi, phần thân của chiếc xe Clara này. Quý vị và các bạn có thể thấy phần đầu xe của VinFast Clara. Vâng, một phần đầu xe có thể nói là sở hữu cái thiết kế khá là mượt. Mượt chính ở cái điểm đầu tiên, đó chính là phần mặt nạ kết nối thẳng với cả phần yếm của xe, giúp chúng ta nhìn có một cái cảm giác có cái sự liền khối rất là rõ ràng. Và ở trên phần yếm này thì có hai cái đường kẻ ở đây được sơn nhũ bạc kết hợp với đèn LED xi nhan báo rẽ. Vâng, ở trên phiên bản lithium này thì đèn xi nhan là đèn LED, nhưng ở trên phiên bản ắc quy trì thì chúng ta chỉ được sở hữu đèn halogen mà thôi. Và phần đầu xe thì cũng giống như cái logo của VinFast thì tất cả những thiết kế đều có cái tạo hình chữ V cả. Phần phía dưới là phần vành với 5 chấu. Phần bánh trước của xe thì được trang bị vành 14 inch, còn phía sau chỉ được trang bị 12 inch thôi và đi kèm với cả động cơ của Bosch. Vâng. Ngoài ra thì đèn pha của VinFast Clara cũng là một cái điểm rất đáng để chúng ta chú ý tới. Với cái giải đèn LED định vị ban ngày ở chính giữa, chia cái phần đèn pha này ra thành hai tầng, trên và tầng dưới. Và chắc chắn rằng những cái trải nghiệm của Duy khi mà đi trong đường buổi tối thì Duy cũng phải chia sẻ với quý vị các bạn, đó chính là cái đèn LED của Clara này khá là sáng, nhưng mà cái chùm tia sáng ấy thì nó lại bị tụ chứ nó không tản ra. Khi mà chúng ta đi bật đèn pha nhìn ra phía trước thì khá là xa, nhưng mà để nhìn sang hai bên này thì lại không có cái cường độ sáng rải sang hai phía bên, hai bên trái hoặc bên phải của chúng ta. VinFast Clara thì sở hữu cái phần gương chiếu hậu cũng được làm tinh tế một chút so với cả những cái mẫu xe máy trên thị trường hiện nay, đó là được phân ra làm hai. Phần trên này là phần nhựa sần, còn ở đây là nhựa đen bóng, rất hợp với cả cái phần chuôi của gương đây, phần cán của gương ở đây. Và cũng như vậy, chúng ta cùng tiến tới phần hông của xe. Như Duy có vừa chia sẻ ban đầu ấy, là cái phần hông của xe này thì được thiết kế không hẳn là mềm mại quá mà cũng không cứng cáp quá, khiến cho cái đối tượng khách hàng, những người mà muốn sở hữu mẫu xe này thì đa dạng hơn, nam già, trẻ, lớn, bé đều có thể sở hữu một mẫu xe như này. Và cái mẫu xe này cũng rất phù hợp với những cái bạn học sinh, gia đình, bố mẹ có điều kiện một chút và quan tâm tới sự an toàn của con cái mình. Khi mà mẫu xe này chỉ được giới hạn cái km/h vận tốc ấy ạ, là 50 km/h mà thôi, sẽ không cần bằng lái này. Và nhưng mà chúng ta vẫn phải cần biển số đăng ký và lưu ý là phải đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông được an toàn hơn. Tiến tiếp xuống cái phần đuôi xe, mời quý vị và các bạn. Phần đuôi xe của Clara cũng là một cái phần mà chúng ta thấy nó khá lạ so với cả những cái mẫu xe tay ga trên thị trường hiện nay. Đó chính là cái ngôn ngữ thiết kế tất cả cũng đều theo hình chữ V. Ở đây logo VinFast này, ở trên đây đèn hậu cũng được làm hình chữ V cách điệu một chút. Và ở đây thì chiếc phiên bản lithium này thì đang được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED. Nhưng mà ở trên cái phiên bản ắc quy trì thì đèn xi nhan ở phía sau này cũng chỉ được trang bị cái đèn halogen mà thôi. Cũng là một cái điểm mà các bạn nên lưu ý một chút. Mẫu xe này thì có cái giá bán hiện tại bây giờ đang được hỗ trợ giá là 35 triệu, còn phiên bản ắc quy trì là 21 triệu nha quý vị và các bạn. Vâng, không thể không nhắc đến
cái phần phanh đĩa của xe. Và cùm phanh và hệ thống phanh này thì đều của Nissin cả. Một cái hãng cung cấp các cái linh kiện khá là nổi tiếng, đặc biệt là phanh. Chúng ta mời quý vị các bạn sang đây ạ. Đây, để Duy sẽ dựng cái chân ống giữa lên để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Đây, như quý vị các bạn thấy, đây chính là cái động cơ điện của chiếc xe này. Động cơ điện của xe thì được cung cấp bởi hãng Bosch, một trong những cái hãng cũng khá là nổi tiếng ở trên thế giới. Giảm sóc sau, vành thì là vành 12 inch rồi ạ. Đây, có một cái điểm này Duy cũng muốn nói tới, đó chính là cái để chân. Cái để chân của VinFast Clara thì được thiết kế cũng đẹp, vừa phải, chắc chắn. Nhưng mà cái nhược điểm của tất cả những cái vị trí để chân này ở trên những mẫu xe tay ga hiện nay là khi chúng ta dừng đèn xanh đỏ xong, chúng ta đi, người ngồi sau ngồi để chân vào đây thì rất hay bị bẩn cái phần ống quần ở phía sau. Đấy cũng là một cái điểm mà các bạn nên lưu ý, đặc biệt là khi chúng ta mặc quần trắng hay là những cái quần mà nó dễ bị bắt bẩn chẳng hạn. Để nói về cái phần hoàn thiện của chiếc xe này thì Duy đánh giá khá cao bởi cái sự chắc chắn đến từ cái phần vỏ, phần nhựa thân xe này. Chúng ta thấy là rõ ràng là cái phần nhựa này là phần nhựa khá là cao cấp khi có cái độ đàn hồi khá tốt, và các cái chi tiết giáp nối giữa các cái phần linh kiện này với nhau thì đều rất là đều, đều tăm tắp luôn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái phần bảng đồng hồ hiển thị. Cái bảng đồng hồ công tơ mét của những chiếc xe hiện tại ngày nay thì có thể dùng bằng analog hay là đã có thêm những cái màn hình phụ rồi. Nhưng mà đối với VinFast Clara thì chúng ta có luôn một cái màn hình LCD điện tử ở đây. Bên đây thì là một cái ô để hiển thị tất cả những cái thông báo mà khi chúng ta kết nối được với cả smartphone. Một chiếc xe với cái tính năng thông minh, chúng ta cũng có thể kết nối GPS nữa để kiểm tra chiếc xe của mình. Ở bên trên đây thì là những cái đèn tín hiệu như là xi nhan này, rồi là đèn tín hiệu xe đỗ, khởi động và cảm biến ánh sáng. Cảm biến ánh sáng này thì sẽ phục vụ trực tiếp cho cái hệ thống đèn pha ở phía trước. Khi mà chúng ta di chuyển thì cái cảm biến ánh sáng này sẽ tự động nhận biết cái điều kiện ánh sáng chúng ta đang di chuyển để quyết định bật hoặc tắt đèn. Ở bên đây thì chúng ta cũng chỉ có một cái công tắc là Eco Sport này, chế độ bật đèn này, đèn định vị ban ngày, đèn pha này. Rồi là đây là nút bật khởi động. Bên đây thì chúng ta có đèn pha, đèn cốt, công tắc xi nhan và còi. Khi mà Duy tham gia giao thông với chiếc VinFast Clara này thì Duy sẽ sử dụng cái còi này nhiều hơn một chút. Quý vị và các bạn cũng biết tại sao không ạ? Bởi vì trước đây chúng ta di chuyển đến cái mẫu xe máy bình thường thì nó có cái tiếng động cơ và tiếng ống xả. Mặc dù là cái tiếng ống xả này không lớn đâu, nhưng mà nó sẽ là một cái tín hiệu để cho những người đi bộ, những người xe đạp có thể nhận biết được, để người ta không bị lấn sang cái phần đường mình đang đi. Nhưng mà đối với VinFast thì vì xe chạy quá êm, thế cho nên là thi thoảng với những cái phương tiện trước mặt mà Duy cảm nhận là người điều khiển có hơi lơ đãng một chút thì Duy cũng sử dụng một hai tiếng còi để báo hiệu cho người ta. Để tiến tiếp xuống cái phần ổ khóa của VinFast Clara thì ổ khóa này thì cũng được thiết kế khá giống như những cái mẫu xe trên thị trường hiện nay thôi. Chúng ta bật lên này, tắt đi này, vặn nhẹ sang bên trái để mở cốp, hoặc là chúng ta cắm sâu vào, kéo cái tay lái này, kéo ghi đông sang vào bên để khóa. Và cũng có cả khóa từ. Kèm theo là VinFast Clara cũng được trang bị chìa khóa thông minh ở đây để giúp chúng ta nhận biết, bấm vào giữa đây để nhận biết, tìm kiếm chiếc xe chúng ta đang đỗ trong hầm hay là đỗ ở những cái bãi gửi xe đông đúc. Ở bên đây là nút mở khóa và nút đóng khóa. VinFast Clara thì được trang bị cái hệ thống khóa chống trộm ở trên kết nối qua app điện thoại và sử dụng trên mặt smartphone ấy. Khi mà chúng ta khóa trên smartphone thì chiếc xe VinFast của chúng ta sẽ được vô hiệu hóa, kể cả bạn có cắm chìa khóa vào để nổ để đi cũng không được, hoặc là bạn có dắt đi thì cũng không làm thế nào mà có thể kích hoạt chiếc xe khởi động được. Đấy là một cái điểm rất hay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cốp thôi ạ. Phần cốp thì Duy đã mở sẵn rồi. Vâng. Phần cốp của xe thì có dung tích là 21 lít. Trong đây thì khi mua xe thì nhà sản xuất sẽ kèm theo chúng ta một bộ sạc của Bosch. Và đây là phiên bản pin lithium. Đây, Duy có thể để một chiếc mũ 1/2 vào đây. Và với cái phần cốp này thì chúng ta hoàn toàn có thể để được một chiếc mũ 3/4 và một chiếc laptop cỡ 13 inch. Ở đây thì chúng ta cũng có
cổng để sạc điện ở đây. Và có lẽ bây giờ thì Duy sẽ mở cái phần nắp pin này ra để kiểm tra xem. Wow. Đây chính là viên pin lithium ạ. Viên pin, cái viên pin lithium này thì quý vị và các bạn có thể liên tưởng ngay tới những cái viên pin được trang bị ở trên những chiếc điện thoại, những chiếc smartphone của chúng ta hiện nay. Thì những cái viên pin này thì sẽ có cái độ bền cao hơn so với cả ắc quy. Và nhà sản xuất có thông báo là viên pin này thì thường thì chúng ta sử dụng sẽ cái thời gian mà chúng ta nên thay thế nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 6 đến 8 năm. Nhưng mà nhà sản xuất lại chỉ bảo hành cho chúng ta 3 năm mà thôi. Và cái mức chi phí để chúng ta thay một viên pin này nó rơi đâu đó khoảng cỡ 12 triệu gì đó, nếu mà Duy nhớ không nhầm. Thì nếu mà chúng ta chia ra cho, rồi chúng ta tính cái trường hợp xấu đi, là cỡ khoảng 3 năm, sau 3 năm thì pin chúng ta hỏng, chúng ta buộc phải thay, thì chúng ta không được bảo hành. Xem nào, 12 triệu mà chia cho 3 năm, vậy là mỗi một tháng là chúng ta sẽ mất khoảng 400 ngàn, chưa kể là cái tiền chúng ta phải sạc điện. Thì sạc điện đầy cho mẫu xe này, chúng ta sẽ phải sạc khoảng từ 4 đến 6 tiếng đối với cả pin lithium. Thì mỗi một lần sạc đầy cái này thì sẽ mất khoảng 1,5 số điện. Nó sẽ rơi vào khoảng 2.000 đồng. Nếu như mà bạn nào mà đang ở những cái chỗ mà tính điện giá cao thì nó sẽ rơi vào khoảng 3.500 đến 4.000. Đó. Và cái viên pin này thì cũng không phải là quá nặng đâu ạ. Nó phải, tôi nghĩ là cũng phải rơi vào khoảng từ 7 đến 8 cân đấy. Đối với cái viên pin lithium này thì chúng ta mỗi một lần sạc đầy chúng ta sẽ di chuyển được khoảng 80 km. Nhưng mà đấy là điều kiện tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố thôi. Còn thực tế thì chắc chắn Duy sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái bài, một chuyến đi trải nghiệm thì đúng hơn. Trải nghiệm xem là với một lần sạc đầy chiếc xe này sẽ đi được bao nhiêu km là chính xác. Với cả điều kiện trong đường phố này, điều kiện đường trường này. Và rất có thể là chúng ta sẽ chở thêm tải, tức là chở thêm người và mang thêm đồ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm khả năng vận hành của chiếc VinFast Carrera. Mời quý vị và các bạn theo Duy nhé. Vâng, và bây giờ thì Duy cũng đã ngồi ở trên chiếc VinFast Carrera và cầm lái ngay đây rồi. Trước tiên thì cái điểm đầu tiên mà mình muốn nhắc tới đó chính là cái tư thế ngồi của chiếc VinFast Carrera này thì khá là ổn. Ở cái vị trí chúng ta ngồi cầm lái, cầm vào ghi đông, lưng khá thẳng. Và cái phần giảm xóc phía trước và phía sau thì đều rất êm. Ở phía dưới thì như các bạn đang thấy thì Duy đang có một chiếc ba lô khá to đựng thiết bị để ở dưới chân. Và đương nhiên là cái chỗ để chân này phải phẳng thì chúng ta mới để như thế thôi. Xi nhan. Qua đường chúng ta cũng có gương chiếu hậu nhìn hai bên khá là rõ ràng. Và khi đi ở trên đường thì Duy nhìn vào cái gương chiếu hậu này thì Duy thấy ngay rằng là cái phần đầu xe của chiếc VinFast Carrera này không có hiện tượng bị rung. Để nói về cái cảm giác vận hành của chiếc VinFast Carrera này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một mẫu xe điện đi cực kỳ êm. Chúng ta không nghe thấy một tiếng động gì từ động cơ hay là từ ống xả cả. Cái phần tay lái của chiếc VinFast Carrera này thì giúp chúng ta đi vận hành ở trong phố thì cũng khá là dễ dàng. Chúng ta có thể luồn lách ở đường đông hoặc là cua hay là đi vào đường ngõ hẹp các thứ thì rất ok, không có vấn đề gì cả. Chỉ có một cái nhược điểm nho nhỏ mà khi mà Duy vận hành thì Duy nhận thấy ngay, đó chính là ở hai cái phần phím công tắc hai bên. Do cái thiết kế của cái tay cầm này và cái công tắc này hơi xa nhau và cái thành ở đây khá cao, thế cho nên là khi chúng ta với tay để thao tác bật xi nhan hay cũng như sử dụng còi thì sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Với những cái bạn mà ngón tay cái nó nhỏ hoặc là với cái bàn tay nhỏ. Xe thì được trang bị hai cái chế độ vận hành là Eco và Sport. Ở cái chế độ vận hành Eco như Duy đã sử dụng đây thì để đi ở trong đường phố thôi. Thì xe cho chúng ta một cái khả năng vận hành cũng ổn. Ở trên những cái mẫu xe điện trên thị trường hiện nay thì thường khi mà chúng ta lên xe chúng ta ga đi chắc chắn là sẽ có độ trễ, VinFast Carrera cũng vậy. Nhưng mà khi mà đã bắt đầu bắt ga vào rồi thì các xe khác rất là giật, sẽ bị cái hiện tượng là giật rất mạnh. Nhưng mà với VinFast Carrera thì cái hiện tượng đó đã được khắc phục khá nhiều. Và đi ở trong phố thì cái chế độ Eco này là cái chế độ tiết kiệm nhiên liệu này, tiết kiệm điện này. Đấy, như các bạn biết. Và mẫu xe điện thì đương nhiên là chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta không xả khí thải, không gây tiếng ồn. Và nếu mà nói về bảo vệ môi trường thì Duy cũng chưa dám chắc. Nhưng mà với cái nguồn pin hay cái nguồn ắc quy
mà khi chúng ta không sử dụng nữa, đến các cái nhà sản xuất thu hồi lại và họ có cách xử lý tốt, thì đương nhiên là mẫu xe điện chắc chắn là sẽ thân thiện và an toàn với môi trường rồi. Chào mọi người, bây giờ thì chúng ta đã đi ra đến cái cung đường có thể đi với chế độ sport được rồi, đỡ đông hơn. Thật ra không phải đường trường đâu nhưng mà nó đỡ hơn, không có người. Chúng ta quan sát gương để chuyển ra làn bên ngoài để đi cho nó vắng. Và bây giờ thì Duy đang vận hành chiếc xe này với chế độ sport. Ở chế độ sport thì cái nước ga, chúng ta ga lên thì chúng ta sẽ cảm nhận là cái động cơ nó bắt tốt hơn, nó sẽ có độ giật hơn một chút, nhưng mà yên tâm là sẽ không bị giật quá. Với VinFast Carrera này thì chúng ta luôn luôn phải đi một cái tốc độ khá là điềm tĩnh và cũng không thể nào mà gia tốc quá mạnh được, quá nhanh được. Và đặc biệt là không gây tiếng ồn nữa chứ. Đi rất là êm. Đi một mình thêm một chút đồ ở phía trước, tầm cái ba lô này khoảng tầm 15 cân. Và Duy nặng khoảng hơn 70 cân thì chiếc xe VinFast Carrera như quý vị các bạn đang thấy là lên dốc khá mượt. Và đối với VinFast Carrera khi mà chạy cái chế độ sport này thì quý vị các bạn hãy yên tâm là lên dốc như xe máy luôn. Và cũng có một cái điểm mà Duy muốn chia sẻ với quý vị các bạn là ngay bây giờ, đó chính là chúng ta sẽ nói về cái hệ thống phanh của VinFast Carrera. Ở đằng trước thì xe sử dụng phanh đĩa, còn đằng sau thì cũng được trang bị phanh đĩa luôn. Và xe thì không được trang bị cái công nghệ chống một cứng phanh ABS. Thế cho nên là với một cái mẫu xe mà nặng có 95 kg như thế này thì khi chúng ta bóp phanh gấp thì ở phía sau, nghĩa là phía bánh sau ấy, sẽ có cái hiện tượng bị bó cứng và nó hơi trượt, kèm theo cái hiện tượng là hơi bị vẩy đuôi cá một chút, bởi vì cái phần yên sau khá nhẹ